Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khuyên Ngọc nhá. Trên tay mình đây là Mi Band 8, một trong những sản phẩm mà chắc chắn rất nhiều bạn đang cực kỳ quan tâm thời điểm hiện tại. Khi mà năm nay chúng ta có rất nhiều sự thay đổi nhá về phần thiết kế này và phần đóng gói cũng như về phần tính năng, thậm chí là cách sử dụng cũng sẽ thay đổi luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn những điểm hay, những điểm thú vị ở em Mi Band 8 này nhá. Và có trọng hơn là mức giá của nó không quá cao đâu các bạn chỉ cỡ khoảng tầm là 850.000đ thôi. Chi tiết mời bạn xem. tiên thì mình sẽ nói sơ qua về cách đóng gói nhá. Như bạn thấy thì năm nay chúng ta sẽ có hộp màu trắng hoàn toàn như này, không như các năm ngoái ấy, từ đời Mi Band 7 đổ lại ấy, thì chúng ta sẽ có hộp hoàn toàn màu đen nhá. Hôm nay thì sẽ có hộp màu trắng, thậm chí logo Xiaomi đấy cũng sẽ là màu trắng luôn bạn ạ. Tất nhiên ở giữa vẫn sẽ là chiếc đồng hồ Xiaomi Smart Band 8 các bạn ạ. Còn lại ở hai phía cạnh bên ấy thì chúng ta sẽ không in quá nhiều thông tin đâu. Như bạn thấy trắng phau luôn. Còn tất cả thông tin đấy như kiểu điểm mạnh, điểm nổi bật ấy nó sẽ đều in tất cả ở phía mặt sau. Ví dụ màn hình AMOLED này, các chế độ tập thể dục thể thao này, đo SPO2 này, gió sạc từ tính này cũng như là những cái khá nước 5 ATM đều sẽ có hết ở đây các bạn nhá. Và đây là nhân vật chính của chúng ta nha Chiếc Xiaomi Smart Band 8 Và sạc của nó Năm nay thì sạc sẽ có một chút sự thay đổi nhá Chúng ta sẽ không có sạc dạng năm châm hít kiểu tròn tròn nữa Mà các bạn sẽ đổi sang một cái sạc vuông như này Sạc vuông này là mình liên tưởng đến những mẫu Redmi Band Và chúng ta sẽ có một cái lực hút ở ngay phía sau các bạn thấy không Đấy nó sẽ hút như vậy Đấy Vậy các bạn thì đây sẽ là cách sạc của Xiaomi Smart Band 8 các bạn ạ Nó sẽ khác nếu mà so sánh về sạc của những đời trước về Mi Band 8 này nhá, thì mình mượn ở bên cửa hàng TCS và công nhận năm nay mức giá cháy thật các bạn ạ Khi về Việt Nam ấy, TCS bán chỉ là 859k, quá là rẻ luôn Khi mà bên Trung Quốc ấy thì cũng đã 850k rồi Bạn nào muốn mua, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để bạn dễ dàng tham khảo nhá còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào em Xiaomi Smart Band 8 này nhá, bởi vì năm nay ấy, em này có cực kỳ nhiều điểm thay đổi luôn. Và cái cá nhân mình thấy điểm thay đổi đầu tiên đó chính là các bạn sẽ có phần viền kim loại đây nhá. Đây là một điểm mình thấy rằng thay đổi rất tích cực luôn. Nhưng năm trước ấy, thì chúng ta hoàn toàn cái phần viền này nó sẽ bằng nhựa. Còn năm nay ấy, các bạn sẽ có viền kim loại và đảm bảo rằng khi chúng ta tập luyện ấy chắc chắn hơn rất là nhiều nếu mà so sánh với viền nhựa. Tuy nhiên có một cái điểm mình cần lưu ý bạn đây nhá. Nếu mà so sánh với những mẫu nhựa ban 7, ban 6 ấy thì vòng năm nay cụ thể là kích thước size đây chúng ta nhỏ hơn đáng kể luôn. Cụ thể các năm ngoái nhá thì size của nó cũng khoảng tầm là từ 14 cho đến 24. Thì hôm nay nó sẽ nhỏ hơn một tí. Cái vòng này nó sẽ bắt đầu từ 13 cho đến 21,5 các bạn ạ. Một cái nữa mình rất thích nhá, đó chiến này Xiaomi họ cũng đã thay đổi cách mà chúng ta sụng dây rồi. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào đây, chúng ta tháo dây ra này. Cực kỳ đơn giản và tiện lợi luôn. Cái dây này thì ví tương đối giống như những cái sản phẩm ví ở Redmi Smart Band 2 mà trước đây mình cũng đã từng làm review các bạn rồi. Với các bạn thì cái dây này nó rất dễ thay đổi cũng như là sử dụng luôn. Thế nên các bạn đã thấy rằng Xiaomi hôm nay họ có rất nhiều option để lựa chọn, nhiều đeo cổ, đeo chân đủ thể loại luôn. Và rõ ràng với kiểu dây này ấy, thì đúng là Xiaomi họ sẽ tạo ra một tỷ phong cách thời gian khác nhau với đủ thể loại dây các bạn ạ. Một số sự khác biệt nữa mình nhận ra nhá, đó chính là cái phần cảm biến này ấy, thì nó đã thay đổi về phần thiết kế rồi, không còn là những ô vuông hay là những cái ô hình chữ nhật nữa mà chúng ta đã có hai ô tròn đây. Một cái điều nữa mình cũng nhận ra đó chính là cái cảm biến ở trên chiếc Xiaomi Ban 8 này ấy, nó đã không còn nhô quá nhiều như cái đời Ban 7 hay Ban 6 nữa. Cái đời Ban 7 hay Ban 6 ấy, chúng ta có phần cảm biến nhô lên cực kỳ là cao, thành ra các bạn đeo vào nó cũng bị tì lên tay gây hằn. Còn đời này ấy, mình thấy là nó đã giảm đi phần nào rồi. Còn về phần dây này ấy, thì cũng không khác biệt nhau quá nhiều nếu mà so sánh về những đời trước bạn vẫn mềm cũng đeo thoải mái và dây này ấy, tất nhiên chất liệu của nó vẫn sẽ là TPU nhá. Đầu tiên để mà nói về phần màn hình ấy, thì mình thấy rằng năm nay kích thước sẽ không đổi nhá. Chúng ta vẫn sẽ có kích thước màn hình đây là 1.62 inch và sụp tấm nền AMOLED. Tuy nhiên sẽ có một sự khác biệt đây, đó chính là năm nay ấy, cái màn hình này đã có tần số quét là 60 Hz. Thành ra những cái thao tác vuốt của mình nhá, mình cảm giác rằng nó mượt hơn đáng kể. Nếu mà so sánh với năm ngoái rồi các bạn, khi chúng ta vuốt chạm nếu mà bạn có một chiếc mi 37 trên tay ấy, đặt lên so với chiếc mi 38 này chúng ta sẽ thấy sự khác biệt và hôm sau ấy, thì mình sẽ làm cho bạn video so sánh giữa Mi Band 8 cũng như Mi Band 7 xem nó khác biệt nhau nhiều hay không nhá. Và có một điều thú vị nữa ấy, đó chính là mình vừa bật chế độ hội viên cho kênh Khôi ngọng Và với những bạn nào mà đăng ký chế độ hội viên của kênh Khôi ngọng nhá, chúng ta sẽ được quyền xem những video so sánh đánh giá một cách sớm nhất. Ví dụ như video so sánh Mi Band 8 cũng như Mi Band 7, ấy, bạn nào mà có chế độ hội viên chúng ta sẽ được xem sớm nhá. Thế nên các bạn hãy đăng ký chế độ hội viên để ủng hộ mình. Nói thêm một chút về phần màn hình nhá. Năm nay ấy, thì kích thước vẫn vậy, tuy nhiên chúng ta đã có thêm chế độ đó chị auto về phần độ sáng rồi hay là khi mà xét phần độ sáng ấy chúng chúng ta đã có độ sáng tối đa ở đây là 600 nit nhá. Năm ngoái trên chiếc miên 7 chúng ta sẽ chỉ có 500 nit mà thôi bạn ạ. Thế nên năm nay ấy, kích thước thì vẫn thế, nhờ nâng cấp về phần tính năng ấy là cực kỳ nhiều luôn. Ngoài ra mình cũng có nhận thấy một vài cái thay đổi ví dụ phần auto lock ở đây. Trước đây sẽ chỉ có khoảng tầm là 30 giây mắc, tuy nhiên hiện tại đã thêm hai option đó chỉ là một phút cũng như là 5 phút các bạn ạ. Ngoài ra như mình đã nói từ đầu ấy thì năm nay chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cách sử dụng chiếc Mi 3 này nhá. Ví dụ bạn đeo trên tay hoặc là các bạn đeo trên cổ này, chúng ta đeo ở trên chân đều được luôn. Ở trong phần cài đặt ấy sẽ có cái chế độ này dành cho bạn lựa chọn một cái nữa năm nay trên Mi Band 8 ấy, chúng ta cũng đã có chế độ đó chỉ là tự động phát hiện các chế độ tập luyện ví dụ ở đây hỗ trợ những cái như kiểu đạp xe này chạy bộ này còn lại tổng thể ấy, thì mình thấy rằng nó không khác biệt nhau quá nhiều nha các bạn vẫn sẽ có những cái ví dụ như đo nhịp tim này, đo SpO2 này, so theo dõi giấc ngủ này, theo dõi stress vân vân. Tuy nhiên sẽ có một số cái nâng cấp đây ví dụ như kiểu ở phần đó chế độ tập thể dục thể thao ấy thì các bạn sẽ được nâng cấp lên đó chính là hơn 150 môn thể dục thể thao nhá. Năm ngoái sẽ chỉ có 120 môn mà thôi. Chúng ta cũng sẽ được phân chia ra từng thể loại ví dụ ở các môn thể thao dưới nước này, môn thể thao ngoài trời này, so các môn tập luyện vân vân rất là nhiều luôn nhá hay như cái mục chạy bộ ấy chúng ta cũng sẽ phân tích riêng ra ví ở chạy bộ bình thường này sau đó chúng ta chạy bộ nâng cao này xóa basic này xóa đủ các thể loại luôn đây sẽ là một cái mà chúng ta tích hợp với cái tính năng đó chỉ là đeo đồng hồ và giày ấy các bạn ạ thêm một cái nữa mà chắc chắn nhiều bạn cũng đang nghe đến đó là việc em mi ban tám này chúng ta có thể chơi game được nhá và nó chơi game được thật các bạn ạ sẽ chơi dưới dạng như kiểu cài một cái hình nền vào để chơi game cái tính năng này ấy, thì cũng đã từng xuất hiện trên mi Band bảy rồi tuy nhiên đó sẽ là những phiên bản mốt còn nay chính xiaomi họ tích hợp vào đây các bạn ạ chúng ta bấm vào nút play này đấy nó sẽ xoay ngang này để chơi các bạn nhá và những cái tựa game này thì là những tựa game tương đối đơn giản thôi các bạn thấy không đấy cách chơi của nó không quá đánh đố đâu nó sẽ có thêm một vài trò nữa ví dụ 2048 này hay mấy trò bắn bóng ấy các bạn bắn vào lỗ thế là thắng về khoản kết nối thời điểm hiện tại thì với cái chữ đồng hồ Mi Ba này chúng ta vẫn sẽ kết nối qua app trẻ Mi Fitness nhá. Và nếu bạn nào muốn cài trò chơi thì chúng ta sẽ vào phần mặt đồng hồ và các bạn sẽ có tổng cộng là bốn trò chơi đây cho các bạn lựa chọn nhá. Chúng ta sẽ có đó chính là bắn bóng này, sau đó là cái game qua cầu 2048 và một số game khác nhau. Và tổng cộng những cái mặt đồng hồ các bạn đang có đây nhá sẽ là hơn 200 mặt đồng hồ khác nhau và với mức một cái mặt đồng hồ này chúng ta sẽ có một cái chế độ đó trẻ ôn display riêng các bạn nhá. Nói chung là tùy theo thể loại nó sẽ có hoặc không. Và ở trong cái phần này thì mình rằng nó không khác biệt nhau quá là nhiều đâu. Chúng ta vẫn sẽ có những cái tùy chỉnh ví dụ nhận thông báo lại bật thông báo vân vân hay là những cái như kiểu xét để chúng ta tự động theo dõi giấc ngủ, theo dõi nhịp tim, đến bước chân, nói chung là vẫn tương tự như những đời trước mà thôi. Tuy nhiên mình có một điều cần lưu ý bạn nhá, nếu bạn mua về chúng ta set up tiếng Anh đầy đủ rồi mà nó sẽ chỉ hiển thị phong chữ là tiếng Trung Quốc như này thì bạn sẽ cần làm một việc đó chính là chúng ta truy cập phần cài đặt này. Đấy, các bạn chọn ứng dụng đó chè Mi Fitness ở đây, chúng ta bấm vào đây. Sau đó các bạn sẽ chuẩn ngôn ngữ từ tiếng Việt qua tiếng Anh cho mình đấy, các bạn bấm chuyển qua tiếng Anh nhá. Sau đó chúng ta quay lại app và đồng bộ, các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tự động chuyển qua tiếng Anh. Đây, các bạn sẽ xem, xem điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nó sẽ tự động chuyển qua tiếng Anh luôn. Đấy, thấy không? Một cái nữa, ấy, đó chính để kết nối em này, các bạn cần chuyển khu vực của chúng ta qua China. Còn nếu bạn để ở khu vực Việt Nam ấy, chúng ta sẽ không thấy chiếc đồng hồ này đâu, bởi vì em này là phiên bản nội địa các bạn nhá về pin năm nay chúng ta sẽ có dung lượng nó trên 190 mAh lớn hơn nếu mà so sánh với mi 7 và em này có thể trụ được đến 16 ngày nhá trong khi đó với chế độ on one display các bạn có thể trụ được đến 6 ngày luôn mỗi khoảng thời gian mà khiến mình tương đối ấn tượng 6 ngày với chế độ on one display luôn và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn và em Mi Band 8. Và sau ấy thì mình sẽ làm cho bạn một cái video so sánh Mi Band 8 cũng như Mi Band 7 nó khác biệt nhau quá nhiều hay không nhá. Tuy nhiên ấy thì mình đánh giá rất cao em Mi Band 8 này ở một cái phần đó chính là cái thiết kế của nó. Cảm giác đeo nó đã thoải mái hơn rồi. Cái phần cảm biến nó không lồi lên quá nhiều hay là chúng ta đã có một phần viền được làm kim loại nhá, chắc chắn hơn đáng kể cũng như là việc ấy hiện tại thay dây nó đã rất nhiều phong cách thời trang hơn và chúng ta có ti tỉ các tính năng khác nhau, thậm chí cả việc chơi game luôn. Thêm một điều nữa đó chỉ hiện tại mình vừa mới mở chế độ hội viên Thế nên bạn nào mà muốn xem những video sớm nhất Như kiểu là video so sánh, video đánh giá các sản phẩm thuộc hàng hot Như kiểu mấy em Redmi, so với mấy em Mi 3 này Thế đăng ký chế độ hội viên nhá Mình đảm bảo rằng các bạn sẽ được xem những video sớm nhất Cũng như là tham dự những cái chương trình GA dành riêng cho chế độ hội viên Thế nên bạn nào quan tâm hãy tham gia hội viên ngay nhá Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau Nhớ like và subscribe hộ tôi khôn ngọng nhá bye, bye.